Xin chào quý vị, đây là những hình ảnh ở tại sân vận động Hà Tĩnh, nơi mà chúng ta sẽ chuẩn bị cùng nhau đến với những diễn biến của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 1 2023-2024. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng chủ nhà, và đối thủ phải làm khách là câu lạc bộ Quảng Nam. Chúng ta sẽ cùng tới với đội hình được huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sử dụng cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong ngày hôm nay. Ibarra, cầu thủ được bổ sung ở giai đoạn 2 vẫn sẽ là người lĩnh sướng hàng công. Đình Tiến, Trung Học, Xuân Trường và Phi Sơn là những cầu thủ hỗ trợ cho Ibarra. Văn Bửu đá thấp nhất hàng tiền vệ, bộ tứ vệ sẽ là anh Quang, Văn Hạnh, Bruno Ramirez, và ở hành lang cánh trái sẽ là Mạnh Ngọc Hà. Ngày hôm nay thì điều khiển trận đấu sẽ là trọng tài Hoàng Thanh Bình cùng với những vị trợ lý ông Nguyễn Thành Sơn, ông Phạm Phú Hưng và trọng tài thứ tư là ông Lê Đức Thuận. Và chúng ta sẽ cùng tới với đội hình được huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn sử dụng ngày hôm nay. Văn Nam và Paulo Conrado là hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công, với Văn Nam đá thấp hơn một chút. Iago Ramos, Văn Toàn, Phan Thanh Hậu và Xuân Tú là bốn cầu thủ ở hàng tiền vệ, bộ tứ vệ sẽ là Hoàng Hưng, Việt Anh, Stephen Eze và Mạnh Ngọc Hà. Thủ thành Văn Công là người đứng trong khung gỗ. Như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu giữa câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Quảng Nam đã chính thức được vang lên. Sự chắc chắn của ngoại bình này đã giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công thi đấu chắc chắn, rất nguy hiểm. Bàn thắng đã tới đầy bất ngờ dành cho câu lạc bộ Quảng Nam. Một quả đánh đầu từ khá xa, nhưng có vẻ như Thanh Tùng đã không thực sự sẵn sàng cho một tình huống cản phá. Iago Ramos và Paulo Conrado đã ăn mừng cùng nhau. Nó cho thấy sự gắn kết của bộ đôi này. Bàn thắng dành cho Paulo Conrado. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng. Không, chính xác thì đó là Iago Ramos, người đã bật lên rất cao để có thể đánh đầu. Bruno Ramirez cũng đã lên tham gia tấn công cùng với Ibarra. Đánh đầu. Rất đáng tiếc dành cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một pha bóng mà không có bất kỳ cầu thủ nào theo kèm được Bruno Ramirez. Đây là Iago Ramos. Vẫn đang là cao thủ Quảng Nam, rất hay. Bóng vẫn còn. Không vào. Cú đá tiếp theo. Cơ hội thực sự tuyệt vời để câu lạc bộ Quảng Nam nâng tỷ số lên 2-0. Một pha xâm nhập và dứt điểm rất nhanh của Phan Thanh Hậu. Đầy bất ngờ. Thủ môn Thanh Tùng đã phải chôn chân nhưng sang ngang đã cứu thua. Rẽ vào trung lộ, Iago Ramos khá khéo qua hai người. Quảng Nam đang chơi rất hay. Xuân Tú đi bóng vào trung lộ và dứt điểm với một ý đồ đã bị đối thủ bắt bài. Khá sâu, rất thoải mái. Một pha xử lý có phần hơi vội vàng. Người chạm bóng có vẻ như là Ibarra. Một bài tập luyện có lẽ đã được chuẩn bị từ trước với một tình huống đón bóng ở cô xa. Quả tạt. Ibarra. Đôi. Đã có lỗi việt vị tới từ Ibarra. Ở những phút đã qua hiệp 2, chúng ta đang thấy Ibarra phải ra xa hành lang cánh trái khá nhiều. Phòng ngự vẫn đang được bố trí cực kỳ chặt chẽ. Cầu thủ Quảng Nam với đông quân số có được những tình huống phòng ngự tương đối thoải mái. Dứt điểm. Pha móc bóng tới từ Diallo. Đã bắt đầu xuất hiện những sai số khi mà chúng ta cảm nhận được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đưa ra những lựa chọn tạt bóng sớm. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành lại bóng. Đình Tiến. Vẫn đang là Đình Tiến. Sút ngay. Rất nỗ lực để tạo ra đột biến. Đó là cầu thủ Mao số 11. Hai nhịp lắc bóng qua người. Lựa chọn dứt điểm của Đình Tiến cũng đã khiến cho các cổ động viên tại sân Hà Tĩnh ăn mừng hụt. Quả đá là khá tốt. Quảng Nam vẫn đang chờ đợi
những thời cơ để phản công. Cơ hội là đây, rất nguy hiểm, không vào. Những cái ôm đầu đến từ Diallo, đến từ ban huấn luyện của Lính Hà Tĩnh. Quá đáng tiếc. Thủ thành Văn Công đã mắc sai lầm. Nhưng cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể trừng phạt được sai lầm đó. Ở phía dưới thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một Bruno Ramirez luôn sẵn sàng cho những tình huống chống phản công. Và giờ là thời cơ dành cho họ. Diallo, Diallo, quá người hay. Diallo, chuyền bóng vào. Tuyệt vời. Thụy Sơn đã cởi áo để ăn mừng. Tỷ số chính thức được cân bằng 1-1 ở phút thi đấu thứ 68. Sau liên tiếp là những áp lực thì sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã phát huy được hiệu quả. Những phần việc khó nhất đã được Diallo làm hết. Anh nhận bóng, đi bóng qua người và mở ra một khoảng không gian lớn trước khi truyền vào trong. Quả sút ngay, bóng đi ra ngoài. Lựa chọn là tương đối táo bạo. Tạt bằng chân trái của Đình Tiến. Làm tường. Liên tục là những tình huống móc bóng dứt điểm tới từ cao thủ Lý Hà Tĩnh. Nó cho thấy sự tự tin của các ngoại binh bên phía đội bóng áo đỏ. Diallo là một sự thay đổi người chất lượng được huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tạo ra ở hiệp thi đấu thứ hai. Hoàng Vũ Samson rất mềm. Hoàng Vũ Samson sút ngay. Lựa chọn được đưa ra nhanh tới từ cầu thủ dạng dày kinh nghiệm ở tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Đây là Đình Tiến sút ngay. Quả đá phải vào khoảng gần 40m. Paulo Conrado một đấu hai. Hoàng Vũ Samson đang di chuyển. Paulo Conrado, Conrado dứt điểm. Đó là một kịch bản mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã lo ngại. Và đây là một khoảnh khắc mà câu lạc bộ Quảng Nam làm chuẩn chỉ đúng như trong sách giáo khoa. Với một sự chặt chẽ, với một phong cách phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả trong ngày hôm nay. Hiệp 2 này họ không phản công nhiều, nhưng đây là một nhát kiếm chí mạng được tạo ra từ câu lạc bộ Quảng Nam và tới từ cái chân phải của Paulo Conrado. Nếu như ngày hôm nay có thể có được 3 điểm ở trên sân vận động Hà Tĩnh thì đây sẽ là chiến thắng đầu tiên trên sân khách của câu lạc bộ Quảng Nam ở tại giải vô địch quốc gia. Cú đánh đâu? Rất nguy hiểm. Lựa chọn an toàn tới từ Văn Công. Bóng được phất vào vòng cấm, rất nguy hiểm. Không thể tin nổi, đó không phải là một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cú đá ở cự ly đâu đó chỉ vào khoảng dưới 4m thôi tới từ Diallo. Nhưng Văn Công ở cự ly này lại có thể bắt dính bóng. Thời cơ là đây. Bóng ngay. Cú sút. Không vào, bóng vừa rồi của dọc, cú đá tiếp theo. Quá đáng tiếc dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cú đá vừa rồi của Viết Triều. Đó chưa phải là tiếng còi để khép lại trận đấu mà đó là tiếng còi để xác nhận một quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đình Thành Trung, cú sút ngay. Văn Công đã gọn trái bóng và mọi thứ đã khép lại với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong cuộc đối đầu với Quảng Nam. Họ đã không thể có được những lời đáp trả sau trận thua lượt đi. Tiếp tục là một thắng lợi với cách biệt một bàn dành cho câu lạc bộ Quảng Nam. Và đây là thắng lợi đầu tiên trên sân khách dành cho Quảng Nam ở tại giải vô địch quốc gia V-League 1 2023-2024. Và rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bạn. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong những diễn biến khác của giải vô địch quốc gia vòng đấu này vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.